thọt phải chỗ em đi lấy chén tù sạc vì chết rồi bởi vì thọt phải chỗ nó pinh ra mà con phố phố và xa này và đây giờ ăn đủ đủ sắm với ăn bò mấy mấy sẽ tung mấy mấy tung xa thế này ăn xong lưng lăng này đang lỡ mới được lưng luôn lưng cũng lại ngon nhớ người xuống thọt kia ăn ăn cái nào mình đây bữa hai chén còn lỡ ba cái cái này mình bắt bắt tung kiệt quá tung kiệt cất đánh đánh bắt này chứ nó men lại được đi ờ bên cho nó ra quýt ốp dạng na còn bao nhiêu ăn ốp đây mơ ao gì đồn mùi nhưng thọt à video sọc phim nhưng ốp lang chết chết rồi chịu ốp thọt nó lịch tận mình muốn nên khơi nhưng chưa ăn không anh nhung nên chưa khơi cho trả nhưng xe yeah. Xe mới lang ăn đâu không không chết sao chịu đây dù dù mùi đâu và muốn ăn không phải sao lang lo vì lịch tận rồi rồi phải nhấc nhung xe lên vì không lang lang sẽ ăn về chặt trái khi vớt chú dù tấu láng này nhưng bay hai không bị lỡ nó bay khai
thôi nhà ông mong đào đá các bạn đấy. Chăng này? Vâng. Cứ dâng lên thôi mà chết. Ấy để dừng bàn biển đi ấy. Vâng. Lý ấy biển đang ấy đặt ở Epson mày mỏng tấu hay ở đặt công tình địa kia luôn ai đó đi. Vừa lấy. Vâng. Nhưng ta thấy chắc. Tại nhiên ban muốn đạo bỏ mình á. Họ lớn cũng đã bỏ Âu đưa mai đâu. Vâng. Thầy tóm cũng đã không để kia luôn ai đâu. Bệnh đạo lên tới này đã không để kia bỏ năng này. Thế miền con ấy với luôn ai hả? Miền đấy. Chưa họ ngay phảo kia nào. Chưa bỏ luôn ai. Thôi kì con nó kia phảo thân. À chẳng nghe. Vâng. Miền thì chẳng tiền. Miền nhóm mến anh thôi kì thang kia cháu ca phá kia chơi cắt nhóm ơi. Thế là họ ngay cháu ca lui về trên chốt rồi bỏ kê. Ồ ấy là bây giờ thầu cá vô bị con vinh mất. Cái đấy chẳng thầu cá bây đấy là bán. Mình cá ấy dũ ấy bởi dân cá luôn ai hay kì vô mà ôi nè. Vâng.